Dạ vâng ạ, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube siêu thị hàng bãi của B52 các bác nhé. Vâng thì cũng mấy ngày nghỉ lễ vừa qua thì em cũng không lên được video cho các bác, mong các bác thông cảm cho các bác nhé. Vâng thì đầu video em cũng không có gì hơn thì em cũng kính chúc tất cả các quý khách thật nhiều sức khỏe các bác nhé. Vâng thì em cũng báo cáo với các bác là em về là được 4 đôi DE Cortec các bác nhé. DE Cortec thì cái dòng DE này thì bây giờ tất cả trên thị trường là đang là cái dòng loa mới rất là nhiều anh em nhé, thì dòng loa mới cực kỳ là đắt tiền các bác nhé, dòng thương hiệu thằng DE này thì cực kỳ đắt tiền rồi các bác nhé. Thì may mắn là em về được 4 đôi các bác nhé, 4 đôi thì cái dòng này thì cách đây khoảng 2 năm về trước em đã bán rồi các bác nhé, em đã bán rồi các bác nhé. Thì năm nay em lại có duyên lại gặp lại với em, nó là có 4 đôi thôi các bác nhé, thì số lượng cực kỳ là ít. Thì anh em cái dòng DE này thì em thật sự mà nói em không quảng cáo nhiều, thì anh trên thị trường tất cả những dòng loa, tất cả những anh em mà chơi âm thanh là biết tới cái dòng DE này rồi các bác nhé. Thì em không để các bác chờ lâu nữa, thì em cho các bác đi xem vào chi tiết ngoại thất rồi nội thất em nói nhé các bác nhé. Thì chi tiết nội thất ở ngoại thất của em nó thì các bác nhé sử dụng là thùng cân anh em nhé. Cái loa này thì tiếng cực kỳ hay rồi các bác nhé, thì em cũng vừa review và vừa em báo giá cho các bác luôn các bác nhé. Thì dòng loa này có 4 đôi thôi các bác nhé, thì em về em bán cho các bác là 12 triệu 500 nghìn đồng cho một đôi loa DE này các bác nhé. 12 triệu 500 nghìn đồng cho một đôi loa DE này, đều cả ba giải không hay, các bác thử trong vòng 3 ngày các bác gửi lại hàng cho em các bác nhé. Thì em cho các bác xem chi tiết về cái vẻ đẹp ngoại thất của em nó các bác nhé. Thì cái dòng loa này trước thì em về là dòng màu trắng cơ, thì đợt này nó về được dòng màu cà phê này. Đấy, màu cà phê này thì rất chi là đẹp anh em nhé, sạch sẽ đẹp đẽ cho các bác nhé. Thì tất cả sử dụng là ốc lục lục giác hết các bác nhé, ốc lục giác hết. Và cái tem logo của nó, cái logo của nó các bác nhé, thì bằng nó là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng các bác nhé. Đây này, đó là in ấn chìm và tem logo bằng nhôm, xin lỗi các bác, bằng nhôm mạ đồng, bằng nhôm mạ đồng anh em nhé, bằng nhôm mạ đồng là DE Cortec, và cái biểu tượng logo của nó là móc câu anh em nhé, và đẹp cực kỳ mỹ mãn cho các bác. Đây, đó là đằng trước của nó là sử dụng là nước e căng, là màng lọc bụi đằng trước anh em nhé. Đó thì đằng trước này nó kẻ một cái dòng lưỡi này để cho cái loa của mình thêm lịch lãm và lịch sự đẹp đẽ, và không thể thiếu được một cái logo của em nó ở dưới nữa, là cũng là hình móc câu DE Cortec các bác nhé. Các bác có đặt trong phòng nhìn cái logo của nó nhìn thấy sang trọng rồi các bác nhé. Và màng lọc bụi bên ngoài các bác nhé, và hoàn toàn sử dụng bằng lỗ ốc lục giác. Đây này anh em này, đấy, lỗ lục giác hết các bác nhé. Và em cho các bác xem thông số của em nó, thì cái thùng này sử dụng là thùng cân các bác nhé. Đó, em xem cho các bác xem thông số của em nó đây các bác nhá. Đằng sau đấy thì logo của nó là cũng là móc câu anh em nhá, DE Cortec. Và mã vạch của nó đây các bác nhá, mã vạch của nó, và cái mã này của nó XB12 các bác nhá, các bác nhá, XB12 đây các bác nhá. Và con này nó đến công suất của nó lên 400W các bác nhá, 400W cho một quả anh em nhá, 400W cho một quả các bác nhá. Và độ và cái giải tần của em nó là xuống tới 47 Hz, tới 19 kHz, thì độ cái giải tần này xuống khá là thấp rồi anh em nhá. Và độ nhạy của nó lên tới 99 dB các bác nhá, độ nhạy của nó lên 99 dB, và một đầu vào và một đầu ra cho anh em, có nhận anh em lên có nhà anh em lên phủ linh nó khác anh em nhá. Và đây một cộng một trừ cho anh em đây đó, và các bác nhìn tem này các bác nhá, cực kỳ xịn cho anh em đây các bác nhá, cào không thể ra được đây các bác nhá, in ấn sâu đóng chìm anh em nhá. Đó các bác nhìn này, đó là trang web của em nó đây. Đó, em cho các bác xem chi tiết của em nó đây các bác nhá. Đó thì thùng ốc còn cực kỳ là đẹp luôn cho các bác, thùng cực kỳ là đẹp luôn cho các bác nhé. Thì em bao hay bao xịn cho anh em, và bao hay cho anh em trong vòng 3-5 ngày thử hàng, không hay các bác trả lại cho em uy các bác nhé. Đấy, thùng là thùng cân màu cà phê. Đợt trước lô trước em về là cách đây 2 năm về trước ấy, thì em bán là màu trắng thôi. Đó, em bán là màu trắng, thì anh em nào đang ví dụ đang săn lùng với dòng loa DE này thì hãy gọi điện cho em, nhắn tin cho em các bác nhé. Và em không để các bác chờ lâu nữa, em cho các bác đi xem vào chi tiết nội thất của em nó bên ngoài các bác nhé. Ở bên trong thì nói các bác, và em sẽ mổ hết ra đây, mổ cho các bác xem ruột gan và phổi của đây em nó bên trong. Và họ sử dụng là củ chép này, củ chép pin si anh em nhé, củ chép pin si. Em bật đèn flash lên cho các bác xem. Đó, họ sử dụng củ chép là củ chép pin si anh em nhé. Đó, anh em nhìn này, đó của Italia các bác nhá. Dòng chép của BNC Italia này thì anh em không phải bàn cãi này về cái dòng chép này, nó cực kỳ là sáng tiếng và bay tiếng anh em nhé. Và logo tem mác của nó còn đầy đủ cho anh em, nhìn này, tem 7 màu chống hàng giả các bác nhá, tem 7 màu chống hàng giả đây các bác nhá. Đó, tem 7 màu chống hàng giả, và họng loe cực kỳ to luôn đó các bác nhá. Họng loe to như này thì được cái độ chất âm phủ sang hai bên cánh gà và trên dưới thì nó loe đủ rộng cho tất cả phủ trong căn phòng của các bác nhé. 30-40 m² các bác chơi cái dòng loa này thì không phải suy nghĩ gì nữa các bác nhé, cực kỳ họng loe cực kỳ lớn các bác nhé. Đó các bác nhìn này, và sử dụng là củ bát của nó đây các bác nhé, củ bát của nó là của DE các bác nhé, DE Cortec các bác nhé, DE Cortec Pro Audio đây các bác nhé. Đó các bác nhìn này,
đó em chi tiết cho anh em đây các. Và tem của nó đây, tem của nó cũng là móc câu đó các bác nhá. Và sử dụng côn là côn 76 anh em nhá, côn 76 các bác nhá. Côn này thì anh em này yên tâm công tác, không sợ là mà làm lại, nếu mà làm lại thì bên em là các bác trả hàng lại cho em các bác nhá. Đấy bên em là Quang Minh lộ Quang Minh Mạch Lạc, em quay chi tiết cho các bác luôn các bác nhá. Đó. Và xương của nó em nó thì nó là xương của em của nó là xương sần anh em nhá, xương sần. Đó, và chạm của nó đây các bác này. Đó, chạm của nó đây, chạm đồng anh em nhá, chạm đồng. Đó các bác nhá, chạm đồng dấu móc anh em nhá. Đây này, anh em nhìn cái củ cái kẹp từ của nó này, cái kẹp từ của nó còn tem à còn check mã vạch này anh em này. Đó. Các bác nhá, có thông số này các bác này, đó, màu đỏ đỏ đó các bác nhá. Và phân tần của em nó đây, đặc biệt nhất điều phân tần của em nó đây các bác nhá. Phân tần của em nó đây. Đó các bác nhìn phân tần thích chưa? Đó, phân tần hoàn toàn sử dụng tất cả là tụ xịn hết cho các bác nhá. Các bác nhá, tụ xịn hết cho các bác đây. Đó, đây là cảm của bác và đây cũng cảm của chép các bác nhá. Và dây đồng cực kỳ to luôn cho anh em. Đó, dây nối đồng các bác nhá. Và hoàn toàn là bông tuy âm còn cực kỳ sạch sẽ, khá chi là gọn gàng cho các bác nhá. Thùng gỗ trộn khuyên hết các bác nhá. Thùng gỗ trộn khuyên hết các bác nhá. Thế dòng loa này em đang bán là 12, em chỉ có 4 đôi thôi, là 12.500.000 đồng các bác nhá. 12.500.000 đồng em đang bán ra tại cửa hàng, 12.500.000 đồng đấy các những anh em. Đây, em cho anh em xem lại cái bát của nó. Những anh em nào mà có nhu cầu là sử dụng cái dòng lá DE này không hay, các bác chửi lại cho em trong vòng 3-5 ngày, em cho các bác đổi trả trong vòng 3-5 ngày, các bác thử đi, chưa có cửa hàng nào làm được các bác nhé. Vâng, thì cuối video thì các bác quý mến em thì các bác tin tưởng vào em thì em sẽ không để cho các bác thất vọng, cái thứ nhất. Cái thứ hai là vâng, cuối video này em chúc các bác tất cả các quý khách thật nhiều sức khỏe. Em chúc tất cả các quý khách bao nhiêu năm đồng hành với em các bác nhé. Và thì anh em nào mà chưa có đăng ký kênh mà xem được video của em thì quý mến em thì anh em đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em các bác nhé. Và anh em đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thì tất cả là YouTube nó em sẽ lên video là YouTube sẽ báo cho các bác để các bác biết được các bác nhé. Vâng, thì cuối video rồi, em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.